Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, có thể nói rằng hai căn bệnh ngặt nghèo, tiểu đường và đau tim, một trong những cái số lượng người rất lớn đã bị ảnh hưởng đến hai căn bệnh này. Và sáng nay trong chương trình Cà Phê Sáng, chúng tôi để dành thời gian toàn bộ để nói về một cái công trình nghiên cứu và hiện nay đang được tiến hành tại quận Cam. Bên cạnh chúng tôi, kính thưa quý vị, đó là bác sĩ Đinh Văn Định, một trong những bác sĩ gia đình, ông đã phục vụ tại cho Đồng Hương của chúng ta có thể nói trên 2-3 thập niên nay. Và bên cạnh đó là anh Bình Nguyễn, một trong những bệnh nhân đã cùng với bác sĩ Đinh Văn Định tham dự cái chương trình nghiên cứu mà đã được chính phủ đài thọ trong một cái thời gian qua. Lần đầu tiên Cà Phê Sáng chúng tôi được trân trọng gửi lời chào đến quý vị tham gia với chương trình của chúng tôi sáng nay. Dạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ Định đã thực hành nghề hơn 26 năm về y khoa tổng quát và trong quận Cam, và xin cảm ơn những nhân viên trong đài đã cho mình cơ hội lên để nói chuyện với những người trong quận Cam về chương trình đặc biệt của chính phủ đài trợ mà giúp cho bệnh nhân và những người bị tiểu đường và đã bị đau tim một lần trong quá khứ. Nếu vô chương trình thì được giảm đau tim và đời sống, cuộc sống nó sẽ tốt hơn, là tại vì mình không có bị những triệu chứng về đau tim và có nhiều thời gian hơn với gia đình và con cái và cháu, vì mình không bị chết vì bệnh đau tim. Vâng. Thưa bác sĩ, trong một cái tiến trình dài, tất cả những người bệnh về tiểu đường và đau tim thì chính phủ đã đưa ra nhiều cái chương trình nghiên cứu để giúp cho họ có thể nói là trở lại một cái đời sống bình thường. Thế hiện nay thì chúng tôi biết một cái chương trình đã được diễn ra ở tại quận Cam trong một cái thời gian trước đây, và đến bây giờ thì cái chương trình này đã được chính phủ quan tâm để giúp đỡ cho tất cả những người bị đau tim và tiểu đường có cái cơ hội. Thì thưa bác sĩ, cái chương trình mà bác sĩ đang nói đến ở đây thì là cái việc đầu tiên là họ làm sao để đến gặp bác sĩ và đến để tham dự vào cái chương trình này, thưa bác sĩ? Cái chương trình này muốn tham dự rất là đơn giản. Mình không cần phải có bảo hiểm hay là Medicare hay là không cần phải có gì hết. Chỉ cần có 3 điều kiện là mình có bệnh tiểu đường và đã một lần đau tim trong quá khứ, và trên 50 tuổi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế thưa bác sĩ, làm sao để họ chứng minh với bác sĩ là tôi bị tiểu đường, tôi bị đau tim, thưa bác sĩ? Cái đó phải có giấy tờ, có phải giấy tờ về bác sĩ. Hồ sơ bệnh lý của tất cả các bác sĩ đã chữa cho người bệnh nhân đó đưa cho trung tâm ạ. Vâng. Thế thưa bác sĩ, khi mà chúng tôi đưa đến gặp bác sĩ, cái trung tâm nghiên cứu của bác sĩ để xin bác sĩ về một trong những cái phương cách và tham gia vào chương trình của bác sĩ, thì thời gian mà chờ đợi cái kết quả để được tham dự chương trình bao nhiêu ngày tất cả? Nếu người đó có mang theo kết quả thì sẽ được vô chương trình ngày hôm đó. Còn nếu không có thì mình lấy những cái dữ kiện, những cái hồ sơ bệnh lý về lúc trước. Nếu mà đủ tiêu chuẩn thì vô chương trình liền sau khi mà hồ sơ đủ tiêu chuẩn. Vâng. Thưa bác sĩ, cái chi phí mà để chúng tôi tham dự cái chương trình và được hướng dẫn cũng giống như điều trị bởi cái chương trình là hoàn toàn miễn phí hay là bắt buộc chúng tôi phải đóng một cái số tiền nào, thưa bác sĩ? Vấn đề chi phí thì không có chi phí, tại vì chương trình này là do chính phủ đài thọ hoàn toàn. Tôi rất hân hạnh, tôi là được Viện Y tế của chính phủ của nước Mỹ mời tham gia vào chương trình để mà nghiên cứu, để mà giúp những người tiểu đường bị đau tim trong tương lai bớt bị đau tim và sống lâu hơn. Chương trình này không đòi hỏi phải tốn kém gì hết.
mỗi tuần vô nước biển một lần và trong vòng một năm. Và sau một năm, sau khi không còn vô nước biển thì không gặp tôi nữa, thì Viện Y tế Y khoa của nước Mỹ sẽ có người theo dõi bệnh nhân tận tình. Cứ 6 tháng một lần họ sẽ gọi lại hỏi thăm bệnh nhân trong vòng 5 năm liên tiếp. À. Để đời sống của người bệnh nhân, cái mà cuộc sống nó có tốt hơn không? Tại vì mình khỏe hơn, mình hoạt động nhiều hơn và sinh hoạt với gia đình nhiều hơn. À. Và người đó sống có lâu hơn, không bị chết vì đau không tim. Không bị chết vì đau tim. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bác sĩ Đinh Văn Định, một trong những vị bác sĩ quen thuộc với cộng đồng người Việt chúng ta. Ông đã có phòng mạch ở tại nhiều nơi như ở đường Euclid, ở đường Bosa và hiện nay ở trên đường Bis. Ông đã tạo ra hành nghề bác sĩ với người Việt của chúng ta có thể nói gần 3 thập niên nay. Cái điều mà chúng tôi cấp tốc và muốn gửi đến quý vị đó là tất cả những ai đã liên quan đến tiểu đường và có thể đưa đến cái nguy cơ đau tim có thể đến gặp bác sĩ Đinh Văn Định để tham dự cái chương trình gọi là một trong những cái chương trình đã được chính phủ đài thọ và miễn phí. Điều kiện không cần bắt buộc mình phải có insurance hay là có bảo hiểm sức khỏe, chỉ cần 50 tuổi trở lên và quý vị có hồ sơ bệnh lý liên quan đến tiểu đường và bệnh tim. Thì trong chương trình này, theo như lời của bác sĩ Đinh Văn Định vừa trình bày, thì quý vị có thể đến và vô nước biển một tháng một lần, phải không bác sĩ? Một tuần một lần, xin lỗi bác sĩ. Quý vị sẽ đến tham dự chương trình và mỗi tuần quý vị sẽ được đến để vô nước biển mỗi tuần một lần. Và trong một tiến trình một năm như vậy, và sau đó thì quý vị có sự theo dõi của tất cả nhân viên của Bộ Y tế, của Chính phủ. Ê, thưa bác sĩ, vô nước biển như vậy, vô ở đâu thưa bác sĩ? Vô nước biển tại Trung tâm Y tế Hòa Hợp là văn phòng của tôi. Dạ, bác sĩ dạ. Cho chúng tôi biết được địa chỉ của cái trung tâm đó ở đâu thưa địa bác sĩ? Địa chỉ đó là 14281 đường Beach, ở phía cái tòa án Westminster, ngon qua đường Beach và đường 12. Ở biển Beach và đường 12. Dạ. Thế thưa bác sĩ, một lần và cái tiến trình vô nước biển như vậy thì nó chiếm bao nhiêu thời giờ thưa bác sĩ? Nó mất từ 2 tiếng đến 3 tiếng. 2 tiếng đến 3 tiếng. Dạ. Và ở trong ngay cái trung tâm của bác sĩ. Ngay trung tâm, mỗi tuần vô, nếu mà những người mà lớn tuổi không có phương tiện di chuyển thì văn phòng sẽ giúp phương tiện di chuyển. Ồ. Và chính phủ sẽ giúp đỡ những người bệnh nhân bằng cách là mỗi lần đến thì họ được 40 đồng để mà trả tiền cái chi phí đi xe cộ. Vậy chắc ngày mai mình phải đi trở lại phải có giấy tờ, phải đủ ba điều kiện. Có ba điều kiện luôn bác sĩ. Điều kiện là anh trên 50 tuổi là ok rồi. Là cái này là anh đã qualify. Mình qualify hết, chỉ có em không qualify thôi. Cái thứ hai là tiểu đường đó. Cái thứ ba là mình đã bị đau tim một lần. Đau tim là gì? Là mạch máu tim mình bị nghẹt, nó làm cho ngực đau. Cái triệu chứng nhiều triệu chứng lắm, ngực đau, ăn ở nóng lên cũng giống như ngực đau, cũng là một triệu chứng đau tim. Mệt, khó thở, mình cảm giác nặng như là con voi đè lên ngực mình vậy. Thì khi nhân thường thường những người đó phải đi phòng cấp cứu liền. Để họ, bác sĩ họ chẩn đau tim là họ cho vô để thông tim hay là cho vô nằm trong ICU. Để mà lo cho người đó thoát qua cơn ngặt nghèo. Thế thưa bác sĩ, rằng là đây là một trong những chương trình, kính thưa quý vị, miễn phí và được chính phủ tài trợ và để giúp cho những người có căn bệnh tiểu đường và sau đó diễn biến vấn đề đau tim trên 50 tuổi. Và quý vị đến để gặp văn phòng của bác sĩ Đinh Văn Định để rồi quý vị tham gia vào một cái chương trình. Và sở dĩ sáng nay chúng tôi phải dành bỏ thời giờ tất cả những cái sự kiện quan trọng trong cái cà phê sáng để gửi đến quý vị chương trình, vì chúng tôi thấy đây là một trong những cái chương trình quan trọng và nó ảnh hưởng đến cho cộng đồng người Việt chúng ta rất nhiều. Đó là lý do chúng tôi phải cấp tốc làm sao mời được bác sĩ Đinh Văn Định, người điều hành chương trình nghiên cứu này, để giúp cho quý vị có cơ hội gặp gỡ và quý vị không còn ngần ngại gì nữa đến văn phòng của bác sĩ Đinh Văn Định để tìm xem
xem, và có thể quý vị sẽ được tham dự vào cái chương trình này. Đây là một trong những vấn đề liên quan đến vấn đề tính mạng của quý vị, sức khỏe của quý vị, và chúng tôi hy vọng qua chương trình này quý vị thông hiểu nhiều hơn và có cơ hội để đến với bác sĩ Đinh Văn Định. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.